Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xóa mật khẩu người dùng. Thì mình có tạo một cái mật khẩu 6 số. Số thứ tự của mật khẩu này là 010. Thì mình muốn xóa cái mật khẩu này, mình sẽ vào cái menu cài đặt sao thanh. Mình sẽ nhập cái mật khẩu admin hoặc là vân tay admin của mình vào. Mọi người chọn số 2. Tiếp tục chọn số 2. Sau đó nhập số thứ tự mật khẩu mọi người muốn xóa. Rồi mình sẽ nhấn thanh. Rồi sau khi khóa báo đã xóa thành công á, thì mình sẽ thử lại bằng cái mật khẩu đó. Khóa sẽ báo là sai, mọi người sẽ không mở được cửa.